Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Code Hunter của mình nha. Thì cũng khá là lâu rồi mình không có ra cái video trên cái kênh Code Hunter của mình. Thì hôm nay mình sẽ gọi là review một cái vũ khí mới. Vũ khí đặc biệt có tên là Katana. Đấy, cái kiếm nhật này nè mấy bạn. Đó. Đây. Nó có khắc cái chữ Nhật ở trên cái lưỡi kiếm luôn đó mấy bạn. Đó, mấy bạn biết đọc chữ Nhật, tiếng Nhật thì mấy bạn hãy comment cho mình biết. Nó viết cái chữ quái quỷ gì trên cái kiếm nha. Ok. Đấy, thì mình sẽ trang bị cái món vũ khí này vào cái trang bị của mình luôn. Đấy. Và một cái tiếp theo đó là cái súng. Cái súng DLW33 này thì ngày hôm nay mình báo danh nó cũng nhận được cái cây súng này. Đấy, nhìn ngoại hình nó cũng cực kỳ là chắc nha anh em. Đó. Ok, hôm nay mình sẽ bắn đi là quy và trải nghiệm cái cây Tatana luôn ha. Ok, thì mình chỉ bắn thường thôi nha các bạn. Đấy, mình cũng không có dám phát snip vô rank đâu các bạn. Đấy, mình bắn snip cực kỳ là yếu. Ok. Thì lý do vì sao mà lâu lắm mà mình mới ra cái clip trên cái kênh God Hunter này thì mình xin nói với các bạn luôn là mình có tạo một cái kênh mới. Đấy, kênh nó có tên là Ranxi. Đấy, thì tại sao mình lại tạo cái kênh mới đó làm cái gì? Tại vì cái kênh này á, mình thấy mình cảm giác nó chưa được tối ưu hóa hết cái kênh của mình. Đấy, lúc trước cái video của mình đăng lên nó chất lượng rất là thấp, cho nên là cái kênh của mình nó cũng không có được đề xuất cao. Đấy, và mình cũng nói chung là kênh YouTube mình nó chưa có tốt đó mấy bạn. Đấy, thì bạn nào làm YouTube thì chắc mấy bạn sẽ biết mình sẽ không nói nhiều về cái vấn đề YouTube đó. Thì cái link kênh mới của mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả ha mấy bạn. Bạn nào mà mến mình đó hay gì đó, các bạn yêu mến mình thì mấy bạn có thể nhấp vào tới cái đường link cái kênh mới của mình đó. Kênh mới tạo thôi, cũng chỉ đăng có một video thôi mà mấy bạn. Đấy, thì rất mong sự ủng hộ của các bạn ở cái kênh mới ha. Ok, con B. Do là cái kênh của mình nó mới tạo đó, cho nên là mấy bạn tìm kiếm kênh nó không có ra đâu các bạn. Đấy, cho nên là mình để cái đường link kênh mới của mình ở dưới cái phần mô tả video này để cho mấy bạn tiện, để mà mấy bạn có thể ủng hộ giúp đỡ mình ha. Nhớ nha, đăng ký giúp mình nha. Ok. Thì trở lại với cái trận đấu thì hôm nay mình sẽ vẫy cây DLW33 ha, với cái bộ skin đó là sơn vàng. Đó, sơn vàng vô nhưng mà không có tăng đam nha các bạn. Đó, đấy là cái đặc điểm của game Call of Duty. Mặc dù sơn màu lên súng nhưng vẫn không tăng đam. Đó, không giống như những cái tựa game khác. Đây, mình không tiện nói tên ha. Ok, con về. Đó. Thì mình vẫy snipe nó có hơi gà quá thì mấy bạn thông cảm giùm mình nha. Vẫy hơi mù mắt mấy bạn à. Ok, mình có cây Katana rồi nè. Một chút nữa mình sẽ sử dụng thử nha. Thì mình cũng như các bạn thôi, mới ngày hôm nay thì mình mới nhận được cây Katana thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi chém chuối nha mấy bạn. Đó, ok. Thử xem là... Trời ơi, chỗ người ta chém đứng cản đường hết trơn hết trời ha. Đó rồi. Mặc cái UAV lên thấy địch mới đặt. Đấy. Ok. Thì thật ra cái vũ khí này nó cũng... mình đánh giá cái vũ khí này á, nó không có được ngon nha mấy bạn. Đó, theo cái đánh giá cá nhân của mình. Tại vì nó là kiểu cận chiến mà. Giờ bắn súng mà mình đi cận chiến thì nó hơi bị gọi là... bị yếu thế đó mấy bạn. Đó, mình phải ám sát đối thủ đó, mà trong khi ám sát nè mấy bạn, ám sát kiểu ẩu ẩu đó mấy bạn, chạy xông lên trước mặt người ta đó. Ừ, nó giả cho nguyên băng đạn vô họng, nguyên cái băng đạn vô họng mà thôi rồi luôn á. Đấy, thì nó cũng giống như là kiểu ninja đó mấy bạn phải luồn lách đánh võng kiểu gì đó. Đó, phải ám sát được đối phương, làm cho đối phương nó bất ngờ, chứ đừng có gọi là cầm dao gọi là ảo tưởng sức mạnh ha. Rồi, chạy xong lên ha, nó bắn cho dở mồm đó mấy bạn. Đó, mấy bạn sử dụng cái kỹ năng Katana này thì mấy bạn phải chú ý cái vấn đề đó là di chuyển thật khôn khéo. Đó,
không phải là mấy mấy bạn cầm katana này là mấy bạn bất tử đâu, nó bắn cho mấy bạn bất tỉnh luôn á. Đó là như vậy. Mình đánh giá cái tên katana này, để cái tên katana này nó hơi lèo lưỡi vậy mấy bạn. Đó, nó hơi gọi là còn một kỹ năng một chút xíu ha. Ok, thì mấy bạn vào mấy bạn sẽ tự trải nghiệm đi. Thì mình trải nghiệm mới có chút xíu mình chết queo rồi đó mấy bạn. Ok. Thì cái kênh này á, thỉnh thoảng lúc rảnh thì mình sẽ đăng video lên. Đấy, có thể là một tuần mình đăng một lần, hoặc có thể là nửa tháng mình đăng một lần, hoặc cũng có thể là được một tháng mình đăng một lần cũng không chừng. Đó, nói chung là mình lúc mình rảnh thì mình sẽ đăng lên cái kênh này. Còn chủ yếu mấy bạn muốn theo dõi mình thì mấy bạn hãy đăng ký kênh Francy, mình để dưới phần mô tả. Đó, mình sẽ đăng video theo lịch luôn. Đó là lúc 20 giờ tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Đó, đó là cái lịch của mình luôn nha, cái lịch luôn đó. Đấy, kênh mới là phải có lịch đàng hoàng, phải có giờ phát sóng đàng hoàng. Đấy. Ok. Cái trận đấu của chúng ta đã kết thúc rồi. Ê. Nói chung là bắn với bot thôi mấy bạn à. Cũng không có gì gọi là ghê gớm, toàn bot thôi, bắn thường mà. Ok, nếu các bạn cảm thấy cái video mình nó hay, nó bổ ích thì mấy bạn hãy để lại một like và một subscribe cho kênh của Ranxi nha. Thấy cái kênh này thì nói chung là mình cũng không còn quan trọng cái kênh này nữa. Đó. Ok. Rất mong sự ủng hộ của các bạn ở cái kênh mới nha. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các cái video ở kênh Ranxi nha. Bye bye. Shock RC has been destroyed. Friendly airstrike incoming.